派的。Kính chào quý vị khán giả của chương trình Đẹp 24/7. Quý vị thân mến, sữa tươi ngoài công dụng là chất bồi bổ cho cơ thể, còn có tác dụng là chất giữ ấm cho làn da của bạn. Nếu như bạn kết hợp với các nguyên liệu như là mật ong, quả bơ hay là nghệ tươi thì sẽ là một công thức làm mặt nạ dưỡng da tại nhà vô cùng hiệu quả, giúp cho làn da của bạn trở nên trắng sáng và rạng rỡ hơn. Ngay bây giờ thì chương trình sẽ gửi đến quý vị một vài công thức làm mặt nạ nhé. Friday. Mặt nạ từ sữa tươi và bột yến mạch. Bột yến mạch giàu dinh dưỡng nên giúp làm đẹp da một cách tự nhiên. Đặc biệt, mặt nạ từ bột yến mạch và sữa tươi rất lý tưởng cho người sở hữu làn da khô. Cách làm như sau. Bạn hãy cho một thìa đầy bột yến mạch vào trong một chiếc chén, rồi thêm sữa tươi vào làm mặt nạ. Bạn nhớ massage mặt nạ này từ 15 đến 20 phút trước khi rửa mặt để cảm nhận làn da đẹp và rạng rỡ. Mặt nạ sữa tươi và bột khoai tây. Trà trực tiếp khoai tây lên da sẽ làm săn da và sáng da, nhưng chỉ có riêng khoai tây thì hiệu quả sẽ chậm hơn. Khi kết hợp với sữa tươi, cả hai nguyên liệu này sẽ giúp làm sáng và săn da hiệu quả. Cách làm: cho khoai tây tươi vào máy xay nghiền nhỏ, thêm một thìa canh sữa tươi vào khoai tây để tạo độ sệt cho mặt nạ. Dùng hỗn hợp này đắp lên mặt. Friday. Mặt nạ sữa tươi và quả bơ. Trong quả bơ chứa nhiều vitamin E nên kết hợp bơ với sữa sẽ giúp làm sạch da sâu mà vẫn giữ được lớp dầu và độ ẩm tự nhiên của da. Cách làm: cho phần thịt của quả bơ nhỏ vào máy xay nhuyễn, rồi cho thêm nửa ly sữa tươi. Nếu hỗn hợp quá đặc, bạn có thể cho thêm sữa tươi rồi khuấy đều trước khi đắp. Để mặt nạ này trên mặt trong 15 đến 20 phút là tốt nhất. Mặt nạ sữa, chanh và nghệ tươi. Bạn có thể nhỏ vài giọt chanh tươi vào một cốc sữa, khuấy đều, sau đó cho thêm 1/2 thìa bột nghệ giã nhuyễn vào trộn đều. Hòa hỗn hợp này lên da mặt rồi nhẹ nhàng massage cho da. Hỗn hợp này sẽ giữ ẩm cho da, tái tạo da bị tổn thương, làm mờ sẹo thâm và mụn. Trong thời gian ngắn thôi, bạn sẽ sở hữu một làn da mịn màng như ý.